Anh em đang sợ đồng đội chê khi không có skin súng xịn, hay sợ người yêu đá khi không có skin súng level cao? Đừng lo chuyện đó, hãy đến ngay với shoplaogio.vn. Chỉ với 100k có ngay một ạc có skin súng nâng cấp level cao. Đặc biệt, có cơ hội nhận miễn phí ạc cực VIP khi tham gia mini game trên kênh Lão Gió mỗi tuần. Còn chần chừ gì nữa, ghé shop luôn nào. Link shop ở bên dưới phần mô tả nhé. Yo, xin chào tất cả những bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Gió đây. Đến với video ngày hôm nay chúng ta thì chúc anh em có một ngày thật tốt lành nhá. Hôm nay thì mình sẽ đi làm một cái thử thách do một bạn yêu cầu trên kênh của mình. Đó là dùng combo MP5 phẫn nộ với lại M1014 long tộc lấy top 1 đấu danh. Đấy. Thì nói chung là yêu cầu mà anh em đặt ra thì đương nhiên là mình phải đi làm rồi. Quan trọng là bao giờ làm thì mình chưa nói trước được nhá. Tại vì là nhiều khi thử thách nó chồng đống nhiều quá ấy. Mình cứ làm dần dần thôi. Một tuần thì mình sẽ ra một cái thử thách nha anh em. Đấy. Đã thấy cây MP5. Còn cây M1014 nữa thôi là đủ bộ combo rồi. Hôm nay chơi full súng tầm gần luôn. Với lại cái bộ trang phục mà mình đang sử dụng đây là một trong những bộ trang phục huyền thoại đời đầu của game Free Fire đấy. Ngày xưa thì cái bộ này khi mà mới ra ấy, hot lắm anh em. Nhưng mà Free Fire ngày càng phát triển, ngày càng có nhiều trang phục đẹp. Đâm ra là cái bộ này nó bị lãng quên rồi. Bộ này là cái bộ duy nhất mà trong game nó tiến hóa đấy. Khi mà chúng ta giết người hay là sống đủ lâu thì cái bộ trang phục này nó sẽ tiến hóa dần lên, càng ngày càng đẹp. Lúc đầu thì nhìn xấu xấu bẩn bẩn thế này thôi, chứ lát nữa là nhìn ngầu ra phết đấy anh em ạ. À, có một thanh niên vừa dẫm mìn của mình. Hello bạn ơi, đi đâu đấy bạn ơi? Mình xin nhá. Mà kể cũng lạ anh em ạ, trái mìn mình đặt kiểu như là vứt đồ thôi mà bạn ấy vẫn dẫm vào được. Ảo thật đấy. Cái lúc mà đặt mìn hách não các kiểu thì lại không dính ai. Thế mình lạ chứ lị. Ui, có người anh em ơi, có người. Nhưng mà súng đâu mà bắn. Anh em đợi xíu, tiếp cận gần xíu mình bắt đây rồi. Cơ hội. Ở kìa. Ú hồn. Tưởng là không chết cơ chứ. Vuốt tâm đỏ như thế rồi. Nhưng mà công nhận là cây MP5 với lại những cây tiểu liên ở trong cái OB35 này yếu thật anh em ạ. Bắn tầm xa như kiểu là mũi đốt inox ấy. Không biết là còn người không ta. Nãy giờ mình lút đồ xong với lại đi vài vòng cái là còn có 16 người à. Đây rồi, có con xe rồi. Mình sẽ đi săn người nhá. Chứ kiểu này không ổn rồi. Các bạn ý bắn nhau ghê quá. Mình không muốn thử thách mà chỉ có 2-3 kill đâu. Mình thấy buồn lắm anh em ơi. Đâu rồi ta? Vừa thấy một thanh niên chạy. Đây. Làm sao? Liệu không bạn ơi? Ơ kìa. Chạy nhanh thế. Dính nhau. Ừ, dính được đúng 13 máu anh em ạ. U là trời. Bắn thế mà chỉ có 5 máu ạ. Đây góc này. Làm sao? Mình xin nhá. Anh chàng này hổ báo cáo trồn ghê luôn á. Đáng ra là chậm chậm thôi thì có phải ngon không? Ai bảo hổ báo thế làm gì? Em có đồ gì không? MAG à? Ấy, có tiếng xe anh em ơi. Ây à, khó bắn quá anh em ơi. Tầm xa là chịu đấy. Thôi, để xem bạn ấy có công ở đây không. À đây. Đây rồi. Công ngẫu là tèo liền anh em ạ. Mặc dù là mình cầm súng cùi cùi thôi, nhưng mà đừng có đùa. Thôi, tìm cách vào bo đã. Rút thêm chút đồ. Cứ tưởng là có bạn nào tới nhưng mà không phải anh em ạ. Có súng phóng lựu luôn kìa. Ngon chưa? Ok, lên xe và vào bo thôi. Chúng ta tổng cộng có 6 người nữa thôi mà. Có tiếng súng kìa. Từ anh em xúc luôn nhá. Ngại ngùng làm gì tầm này. Rồi, yếu rồi. Yếu lắm rồi, một máu rồi. Mình sẽ tiếp cận luôn. 6 cây, sau gốc cây đúng không? Ok.
đâu đấy bạn ơi, đang bắn nhau mà. À, mình hiểu rồi. Thì ra là bạn này muốn vào bo trước, xong rồi tận dụng lợi thế phản đam mình. Nhưng mà dễ thì bạn ơi. Liệu không bạn ơi? Ơ kìa, lại chạy nữa à? Mấy bạn này các bạn di chuyển nhanh quá anh em ạ. Chưa kịp ném trái liệu đã chạy mất tiêu rồi. Đang solo bạn ơi. Kìa, bực mình đấy nhở. À, có một thanh niên nhân đồi bắn ké xuống. Có kẻ yếu rồi, mình công qua đây. Kệ anh chàng trên đồi thôi. Ui à, công nhận là phải nói là trâu thiệt đấy. Bắn từng ấy viên mà bạn ấy mới chịu gục rồi anh em ạ. Rồi, bình tĩnh thôi. Bây giờ thì cứ bơm đầy máu, sửa đầy giáp, xong rồi chúng ta sẽ giao chiến với thanh niên trên đồi sau. Còn có mỗi thanh niên đấy nữa thôi mà. Mình không muốn lại dính lời nguyền top 2 đâu anh em ạ. Xuống tầng đá rồi kìa. Mình nhé, bạn này lại không có bông kêu chăng? Có bông kêu không? Ok, để mình thử xem có chịu chạy ra ngoài không nào. Ui dồi, dính rồi kìa. Thế thì bạn xong rồi đấy. Ơ, không chết kìa anh em. Nhưng mà chạy đâu chứ hết nắng được. Rồi, như vậy là thử thách ngày hôm nay xong anh em nhá. Nếu như mà anh em có bất kỳ yêu cầu hay thử thách gì mà muốn mình làm ấy, thì cứ comment nhẹ nhẹ xuống bên dưới nhá. Xong rồi mình sẽ đi làm cho anh em xem. Ta-da! Như vậy là video ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Anh em cảm thấy video ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại ý kiến của anh em ở bên dưới nha. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Đây là một số video mình nghĩ là nó có lợi cho anh em. Cuối cùng là cảm ơn anh em đã xem video và chúc anh em có một ngày thật tốt lành. Tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye!